chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Hải Đăng HB. Và tiếp theo một video ngày hôm nay nữa mình xin được chia sẻ tới tất cả anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang có một chiếc bút TDS3 nhé các bạn nhé. Và mình đang có dự tính thay cái cục lọc nước của cái máy lọc nước RO của nhà mình, gia đình mình đang sử dụng. Đây mình đã chuẩn bị cái cục lọc, đang chuẩn bị thay. Thì mình đã có một cái suy nghĩ làm một cái video chia sẻ tới tất cả mọi người cùng tham khảo. Đó, về chiếc bút thử nước này của mình đó. Và những anh chị nào biết rồi thì thôi, mà anh chị nào chưa biết thì có thể tham khảo qua video chia sẻ của mình ngày hôm nay nhé. Thì hôm nay mình đã chuẩn bị một cốc nước RO. Đây là nước, nghĩa là qua cái máy lọc nước RO của gia đình mình đang sử dụng đó, mình đã rót ra đây rồi, chuẩn bị rồi. Và đây cốc nước mình ghi là nước giếng. Đó chính là nước mà mình bơm từ giếng lên test và mình xả từ cái vòi nước rửa bát mình đang sử dụng, gia đình mình nhé, nước sinh hoạt ạ. Và đây là những chiếc cốc mình chuẩn bị rót những chai nước này ra này. Và đây là những chai nước mà mình đi mua, vừa mua ở tạp hóa gần nhà mình nhé. Đó, đây là những chai nước, đây là chai nước Lavi này. Và đây là chai nước Dasani nhé, Dasani. Và đây là chai nước Number One. Ồ, cái tên Number One hơi giống chai nước ngọt như là chai nước lon nước bò húc Number One đó các bạn. Và đây là chai nước Aqua nhé. Đó. Đấy, hôm nay mình sẽ chia sẻ tới mọi người về cái chiếc bút TDS thử cái chỉ số TDS ở trong nước. Đó, ở những cái cốc nước, chai nước này mình rót ra mình sẽ thử cái chỉ số này. Đấy, nhiều người biết và nhiều người cũng có thể chưa biết. Đấy, mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng nắm được. Đó. Và anh chị các bạn nào mà lần đầu tiên xem kênh Hải Đăng HB thì nhớ cho mình một lượt like nhé. Và ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký kênh để mình có thêm những động lực mình ra những cái video hay và hữu ích để chia sẻ tới tất cả mọi người cùng xem và tham khảo. Và nhớ nhấn nút chuông bên cạnh để xem các video chia sẻ tiếp theo trên kênh Hải Đăng HB nhé. Và sau đây mình xin được đi vào chi tiết cụ thể test luôn cái bút này nhé các bạn nhé. Và nói rõ hơn về cái chỉ số TDS là gì. Và cái bút này tại sao lại có tên là TDS3. Đó, TDS3 nghĩa là nó có 3 chức năng nhé các bạn nhé. Sau đây mình sẽ đi vào chi tiết cụ thể, mời anh chị và các bạn cùng theo dõi video này nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị hai cái cốc. Một cốc mình ghi là nước giếng và một cốc mình ghi là nước RO. Cốc nước giếng này mình chỉ xả cái vòi mà vòi rửa bát cho mình, được bơm từ giếng cho mình lên tét nước. Và đây là cái vòi rửa bát. Đây, cốc nước giếng. Cốc này là cốc nước RO qua máy lọc RO nhé. Đây, vòi RO này qua máy lọc này. Ok, được hai cốc nước nhé, nước RO và cốc nước giếng. Đây nhé, đây là một cái chiếc bút bút thử nước này, bút TDS3 nhé. Đây hướng dẫn qua cho anh chị cùng biết cách sử dụng. Đấy, TDS3 là gì? TDS3 nó có 3 chức năng nhé. Đấy, đây là nút on up mở này. Đó, 0000 này. Đó, up tắt. On mở. Và cái nút giữa này là nút có chuyển chế độ. Chế độ ở giữa này là 00 là chế độ TDS nhé. Ấn cái nữa là chế độ đo nhiệt độ, hiện tại đang là 30 độ 4. Nhiệt độ ngoài trời. Đấy, ấn cái nữa là đo độ ẩm. Đấy, ấn cái nữa trở về chế độ TDS nhé các bạn nhé. Đấy. Và TDS là gì? Ở đây mình xin được chia sẻ tới mọi người thì mình cũng tham khảo và mình nắm được, mình chia sẻ cho mọi người cũng biết thôi. Đấy. Cái TDS ấy, nó là một cái chỉ số đo tổng lượng chất rắn hòa tan tồn tại trong một thể tích nước nhất định. Đấy. Nói thì nó rất là theo cái câu từ rất là mình khó hiểu, thì ở đây giải thích một cách nôm na là anh chị và các bạn cũng nắm được, đó là cái chỉ số đo cái tổng lượng chất rắn hòa tan được tồn tại ở trong nước ấy. Đấy, cái chất rắn đấy thì nó không có tốt cho sức khỏe của mình. Theo khoa học, theo hóa học thì một số anh chị nắm được làm theo ngành nghề hóa học thì có thể biết. Ở đây mình giải thích nôm na cho các bạn biết được là cái chất rắn hòa tan ở trong nước đây mình có thể hiểu như là chất sắt này, chì này, đá vôi này, những cái hàm lượng đấy, như magie đấy, hàm lượng đấy hòa tan ở trong nước, nó tồn tại trong nước thì nó rất có hại cho sức khỏe. Đấy, mình có bút này mình đo để mình hiểu được cái hàm lượng của nó trong nước có quá mức quy định không, sử dụng được có tốt cho sức khỏe không.
tất nhiên nó càng giảm thì mình dùng càng tốt. Đó. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta phải, gia đình cũng phải có thêm một cái máy lọc nước để đảm bảo. Đấy. Sau đây mình xin test thử luôn cái mấy cốc nước mình đã chuẩn bị sẵn đây cho anh chị các bạn cùng xem. Đây là cốc nước của máy lọc nước nhà mình nhá. Đây vẫn on 000 nhá. Đây 20. Nếu như mà đây là mình lâu rồi mình không thay ấy. Cái này nó lâu rồi mình chưa thay, mình đang chuẩn bị thay. Nếu mình thay thì khả năng còn giảm hơn nữa, nó chưa đến 10 đâu, khoảng 10 đến tí thôi. Đây, còn đây còn tiếp theo là cái cốc nước mà nước giếng, nước nhà mình đang sinh hoạt. Bơm từ giếng lên, đây mình trở về 00 nhé. 200 này. Đo lại cái nước giếng này nhá. Vậy cái nước cũ đi. Được rồi. Giữ lại xem nào. Đó là 104. Đấy, chỉ số của TDS là 104 nhá. Nước giếng nhà mình này dùng sinh hoạt vẫn được, vẫn đảm bảo, chưa đến 300 hoặc chưa đến 500. Đấy, cái chỉ số này thì dùng sinh hoạt ok rồi. Đấy, nước giếng nhà mình cũng tương đối sạch. Đấy, đây là nước qua máy lọc nước độ nhà mình thì mình chưa thay, lâu lâu mình chưa thay, nó đang là 20. Mà mình thay đi cục mới chắc chắn sẽ lại, còn hôm trước mình đo thì đâu có 9 hay là 26, 7 gì đấy thôi. Cái chỉ số TDS này các bạn ạ, rất đảm bảo. Đấy, có máy lọc nước thì rất là tốt. Anh chị nên, gia đình mình nên có một cái bút test chỉ số TDS này, để sau khi mình dùng nó thỉnh thoảng mình kiểm tra thì có thể thay cục lọc, rất đảm bảo. Tiếp theo mình sẽ đo thử cái chai nước La Vie nhé. Đây là đo thử chai nước La Vie này, chị đo là chai mới tinh nhé, đây bóc này. Nước La Vie nhé, hai chai này xong để ra đây. Tiếp theo nước La Vie này. Trở về 00 nhé. Đấy, đó là nước La Vie này. Bấm giữ này. Chỉ số của nó là 184 nhé. Anh chị các bạn có hiểu tại sao là 184 của một chai nước mà đóng chai nước tinh khiết không? Tại vì trong cái nước này nó có chất khoáng nha anh chị các bạn nhé. Và cái chỉ số này cũng dùng rất là ok thôi, không có gì được quá về cái chỉ số TDS cả. Đấy, nước La Vie, đây mình không quảng cáo và giới thiệu bán sản phẩm nào đâu. Đây mình cũng chỉ là cái video chia sẻ thôi tới mọi người thôi. Đấy, tiếp theo là chai nước Dasani nhé. Tiếp theo là chai nước Dasani này, toàn chai mới đó. Đấy. Để xem cái chỉ số TDS của nó bao nhiêu. Những chai nước được sản xuất qua dây chuyền lọc, hệ thống lọc hiện đại công nghệ cao này thì nó rất là đảm bảo. Đây mình trở về nhé, đây là chỉ số đo của chai La Vie. Đấy, 00 nhé, đầu đo của chai ấy này. Chai Dasani nhé. Đây mình ấn giữ này. Đo thì các bạn cái bút này nó chỉ đến phần này thôi, mình đo lên trên này là phần mảng mạch, đo chỉ đo dưới này nhé. Kiểm tra cho nào. Mà cái chai này rất là, chỉ số của nó rất là thấp luôn, 0.8 thôi, 0.8 nhé các bạn nhé, 0.8 này. Đấy. Dasani, chai nước này rất là tinh khiết luôn. Đấy. Đấy. Tiếp tục chai number one nhé. Đây cái này mình trở về 00 luôn. Đấy. Đó tiếp chai tiếp theo. Đây là chai number one nhé, còn chai mới luôn. Đó rồi, đây 00 nhé. Bấm giữ này. Nút trên cùng này. Chai này cũng có 0.5 thôi.
rất là tinh khiết luôn nha các bạn nhé. Những chai này là chai nước tinh khiết đóng chai, rất là đảm bảo luôn nhé. Trở về, trở về không không này, tiếp tục đo vào chai Aqua nhé, chai Aqua này. Đấy, còn chai mới tinh nhé các bạn nhé. Mình làm clip, làm video chia sẻ nó là thực tế. Aqua này, đây là không nhé. Mình bấm giữ này. Không bốn thôi nhé. Aqua này thì cái chỉ số quá tuyệt vời luôn này. Dùng rất là tinh khiết. Đấy, những chai nước này anh chị các bạn mua uống thì rất là đảm bảo nhé. Ví dụ như các dòng nước khác như nước khoáng thì nó là có chất khoáng, nó chỉ số nó hơn 100 thì nó có thêm chất khoáng. Đấy, chứ còn cái chỉ số DTS của nó là những cái chất chất rắn hòa tan trong nước của nó thì rất là thấp. Đấy, rất đảm bảo vào cơ thể con người mình sử dụng thì rất là đảm bảo sức khỏe, không ảnh hưởng gì. Đấy, nhưng các loại nước mà nước bình ấy, 18 19 lít mà 10.000 một bình ấy, mười mấy nghìn một bình ấy, thì cái chỉ số của nó cũng rất thấp, qua những cái hệ thống lọc, cái dây chuyền sản xuất của nó rất là đảm bảo. Đấy, đấy, có cái bút này rất là tiện, có thể nắm bắt được, sử dụng rất hiệu quả nhé. Đấy là những video chia sẻ của mình. Thì anh chị xem video này thấy hay và hữu ích thì có thể cho mình một lượt like và ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký kênh để mình có thêm những động lực ra những video hay và hữu ích để chia sẻ tới tất cả mọi người cùng xem và tham khảo. Và nhớ nhấn nút chuông để đón xem các video tiếp theo trên kênh Hải Đăng HB nhé, anh chị các bạn nhé. Và ai có nhu cầu mà mình đây mình không bán hàng đâu, mình cũng không quảng cáo cho hãng nào cả, thì anh chị và các bạn chưa biết chỗ mua thì mình liên hệ mình qua số điện thoại mình để dưới phần mô tả, thì mình chia sẻ, mình giới thiệu chỗ mua, hoặc nhờ mình mua hộ thì mình có thể mua hộ nhé. Đấy, hoặc có thể mua cùng lọc. Đấy, cùng lọc mình chỉ chỗ cho mà mua, hoặc là nhờ mình mua hộ mình cũng có thể mua cho. Đây cùng lọc, đây là cục số 1 này, ở đây là cục số 2 này. Đấy, phân biệt nhé, số 2 này, đây là cục số 3 này. Đấy, cục số 3, 3 cục lọc nhé. Bút này thì anh chị đừng để mất cái nắp này nhé. Nắp này thì đây, bạn nắp đây là phần cảm biến đo, tắt đi để nó đỡ hết pin này. Đấy, xin tạm dừng video tại đây thôi. Xin cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi hết, xem hết video chia sẻ ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn anh chị các bạn rất nhiều.